quần đùi, váy, hình như là quần đùi, váy, rồi. Váy. Tuyệt vời, thế là đã dọn dẹp xong quần áo. Từ sao tới xa thì nó ký. Đó là chuyên gia dọn dẹp Kiki. Thành phố Huế. Hãy cùng đặt tay nào. Hôm nay phải dọn dẹp chỗ làm gì? Thôi sẽ chân ăn mà có mẹ đi học xe dương xe màu xanh dương xe màu xanh dương vui nha hay trường trường là dừng cái đất cầm bảy trường cao vân đang cầm bảy trường cao vân 600 mét nữa sẽ phải vào Hà Nội đường bé thế mà nó trôi thế. Phía trước có camera phạt nguội. Hai trụ sở công an. Phía trước có camera phạt nguội. Đường bé tí chứ. Xe thì nhiều, còn đỗ xe. Thế mà khách sạn trong khu này đã nói mắt này. Đường thì bé mà ô tô thì đổ dọc dọc hai bên đường đổ dọc bên đường thế ra vào cũng khó nói với chiếc xe ô tô đã chiếm hết một bên đường phía trước có camera phạt nguội giá thì đắt nổi mắt có giá hay đắt nổi mắt thôi mà nghịch nghĩ thôi. Thì mới đây mà sẽ phải vào Hà Nội. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Camera theo dõi vượt đèn đỏ. 800 mét nữa rẽ trái vào Lê Duẩn. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Thế rồi là
trục đường chính. Trái vào Lê Duẩn. Nghe nhạc miền Tây gọi là đờn ca tài tử. Vừa nghe đờn ca tài tử chuyện ăn trái cây nó vẫn sung sướng hơn là nghe cái này mắc 300 ngàn mà chẳng ăn được gì chứ. Trong khi đi còn ăn được chỉ trái cây. À, tí là tới. Mà trong khi nó có đi đâu đâu, nó chỉ chạy ra giữa xong mà nó đứng đó nghe nhạc. Nghe mấy nhà chạy ra giữa và ngồi chỗ đó nó hôi mùi dầu cũng chết. Cái gì? Ngồi phía sau hôi dầu. Thế đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Không là cái này. Khác đó chạy với dép. Mà hát thì nhỏ xíu. Không có mua được cái mic nữa. Đi ra còn không bằng đợt mình đi kia nữa anh. Vùng quê đó. Du lịch ấy người ta còn trang bị mỗi người một cái mic loa xa bao xa chứ cái mic cái loa ngồi nghe rõ ràng, còn này hát không nghe nó hát gì chứ, chỉ có lúc hợp sướng thì còn nghe được thôi, mà nó hợp sướng thì nó cũng chàng chàng không mà không có nghe rõ ra hát gì luôn. Hầu như là cái bữa đó là nó hát không nghe nó hát được gì chứ, chỉ nghe nhạc thôi. Đúng rồi đó. Mẹ ơi, nghe biết bà đu biết tay xì. Thứ nhất là hát cái giọng thì nó khó nghe là một chuyện rồi. Thứ hai nữa là cái hát nhỏ. Nhỏ ba. Hà bà đu tí cha chi. Đường này đi qua trên thành Huế. Mẹ. Bà đu tí cha chi. Thì nên chuẩn là chốt thành phố nặng liền. Thank you.
có nhiều cái nó trùng tu lại từ bành kỳ thành nhỏ xíu đó. Giống như là nơi chỉ là tượng trưng đánh dấu. Đây, chỗ này là chỗ ven hồ. Hồ nơi vua ấy, vua hồi xưa thưởng thức ấy, sông Hương ấy. Cái đền sông Hương. Không phải. Đi du thuyền qua cát. Thú vui tao nhà. Mình thở ra du hồ. Đi ra du hồ. Du thuyền đến đâu. Nghe nhạc cung đình. Vẫn còn vậy ạ. Chưa dài của có tương thanh bớ. Tương thanh. Trông thế mà dân, dân trong này sống đông phết. 10 km vuông không ý là dân trong này ấy. Là một khu biệt lập ấy. Trong thành. Trong thành rồi. Đấy, gọi là trong thành. Phía trong thành thì có nhà ông vua. Và quan viên. Những người giàu có mới được vào đây ở. Đúng rồi. Những người nói chung là có quyền, có tiền. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Trùng tu lên rồi, lúc mà thấy nó quay lên phim ảnh